Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Tụ bảo lâu. Vốn dĩ là muốn cùng với sư tôn Hoa tỷ tỷ cùng nhau tới đây, hết cách rồi. Ở sứ quán tìm một vòng đều không tìm thấy bọn họ, chỉ đành để bản thân đến trước. Thánh ta mời đi theo ta. Tụ bảo lâu, Đồng Điền. Đồng Điền, đa tọa trưởng lão. Dựa vào cái gì mà hắn không cần phải xếp hàng? Nếu như ngươi cũng là thánh tử, ngươi có thà cũng không cần phải xếp hàng. Thật là trẻ tuổi, không hổ danh là cao thủ tuyệt thế do thánh địa thái tổ bồi dưỡng. Thánh tử điện hạ, buổi bán đấu giá sắp bắt đầu rồi, ngài cứ ngồi ở đây trước, ta sẽ để cho thị nữ đưa linh trà linh quả qua. Đồng trưởng lão cứ đi làm việc đi, không cần phải quan tâm. Công hạ mời uống trà. Ngươi nói cái gì? Phòng số 1 không có. Ca ca của ta là Chu Dịch, lập tức sẽ trở thành thánh tử của thánh địa Thái Dịch. Là cái tên vô liêm sỉ nào cướp vị trí của ta? Chu Ngọc đại nhân, trong phòng số 1 là thánh tử Thái Tố. Thánh tử Thái Tố thì đã sao? Hắn không phải chỉ là bị ngạn cảnh hay sao? Lẽ nào thánh địa Thái Dịch chúng ta sợ hắn? Bảo hắn nhường ra vị trí ngay lập tức. Hừm. Tụ bảo lâu. Ta tưởng tính khí của ai lại lớn như vậy? Thì ra là thằng nhãi danh nhà ngươi. Ngươi đang kiêu ngạo cái gì? Có một đại ca đại hại thì ghê gớm lắm hay sao? Đồ mé nhà ngươi, tôn trọng một chút cho ta. Phòng số 2. Đừng để cho thằng nhãi danh này làm phiền đến sở huynh. Nếu không sở huynh nổi nóng, hắn nhất định là sẽ chết đấy. Vâng, mời ngài vào. Đa tạ Diệp huynh đã giải vây. Sở huynh khách khí rồi. Vị công tử áo đỏ kia không lẽ là tam thiếu gia của hoàng cổ Diệp gia hay sao? Nghe ngữ khí, quan hệ của hắn và thánh tử Thái Tố không hề tầm thường. Lẽ nào thánh địa Thái Tố và Diệp gia đã? Hoan nghênh các vị khách quý đã tới tụ bảo lâu. Ta là chủ trì của buổi bán đấu giá lần này. Trong tay của ta là kiện đấu giá đầu tiên. Kiện hộ giáp tơ tầm này là lấy từ linh khí ở trong thiên địa, trải qua hàng tỷ năm mưa gió làm ra tự nhiên hình thành. Sau khi mặc vào, bách tộc bất nhập, đau thương bất nhập. Các vị ra giá đi. 10 vạn thần nguyên thạch. Trước tiên báo giá này thử xem. Xem thử những người ngồi ở đây là trình độ như thế nào. 100 vạn thần nguyên thạch. Chỉ mới ra 10 vạn thần nguyên thạch, thánh địa Thái Tố chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Kiện bán đấu giá thứ hai. La đan tiên thảo, dùng tiên thảo, tu vi có thể tinh tiến tốc độ gấp 1,5 lần. 20 vạn thần nguyên thạch. 200 vạn thần nguyên thạch. Cướp phòng số 1 của ta, hôm nay ta sẽ để cho ngươi mất mặt. Phòng số 2 là ai vậy? Hắn đây là công khai khiêu chiến với thánh tử Thái Tố. Là Chu Ngọc của thánh địa Thái Dịch. Đến nay từ khi bắt đầu còn muốn cướp phòng của thánh tử Thái Tố. Một nhị thế tổ mà thôi, không đáng để nhắc tới. Như mọi người đã thấy, đây là một miếng vấn tinh thiết mẫu. Phía dưới bàn tròn thanh đồng này không biết cách dùng, nhưng mà chất liệu đặc biệt cực kỳ kiên cố, có lẽ là một vật phẩm phi phàm. Cùng nhau tiến hành đấu giá. 5 vạn thần nguyên thạch. 5 vạn 1. 5 vạn 2. 5 vạn 5. 12 vạn. 120 vạn. Khiếm khuyết ở trên bàn tròn thanh đồng kia giống hệt với mảnh vỡ thanh đồng mà trước khi ông nội Lâm Trung đã giao lại cho mình. Nhất định là sẽ có lai lịch lớn. 130 vạn. Những thứ khác đều có thể nhường to trên, nhường cho tên nhị thế tổ này. Chỉ có mảnh vỡ thanh đồng này là không thể nhường. 140 vạn. Hắn đang còn cố gắng hết giá với mình. Có giỏi thì ngươi tiếp tục nâng giá lên đi. 200 vạn. 300 vạn lấy từ chỗ của Thiên Diện Chân Quân. Trong đó có 100 vạn mua chất liệu cực phẩm luyện chế quy nguyên. 200 vạn này là toàn bộ tài sản của mình rồi. 201 vạn thần nguyên thạch. Đây là toàn bộ thần nguyên thạch lấy được từ chỗ của sư tôn. Quay về sẽ bị mắng, nhưng mà vì bàn tròn thanh đồng, tất cả đều xứng đáng. 201 vạn thần nguyên thạch, còn có ai thêm giá nữa hay không? Thánh tử Thái Tố không thêm giá nữa sao? Thánh địa Thái Dịch cũng không dễ chọc vào. Chú Ngọc lần này thật sự là đắc tội với thánh tử Thái Tố rồi. Được, chốt. Chúc mừng Chu Ngọc công tử, dùng giá 201 vạn thần nguyên thạch mua được vấn tinh thiết mẫu và bàn tròn thanh đồng. Vậy bây giờ đi lấy hàng. Nhưng mà buổi bán đấu giá còn một canh giờ nữa mới kết thúc. Giá trị của những vật đấu giá khác không lớn, không cần thiết phải tiếp tục kiên trì ở đây. Ta đi làm chút việc, Diệp huynh cứ thoải mái nhé.
cần ta giúp đỡ hay không, đừng nhìn ta như vậy, thật ra rất là giỏi đánh nhau đấy. Cảm ơn, bản thân ta có thể xử lý được. Nhìn thái độ của Xà Thả đối với bàn tròn thanh đồng, nói không chừng trong tay của hắn cũng có một mảnh vỡ thanh đồng. Thêm một chuyện chi bằng ít đi một chuyện, trước khi buổi bán đấu giá kết thúc, rút lui trước là lựa chọn sáng suốt nhất. Thái Tố Xà Thả muốn tìm Chu Ngọc công tử mượn một món đồ, xin công tử nể mặt của Sở Mỗ. Hắn thật sự là đuổi theo rồi. Bán đấu giá vốn dĩ là người ra giá cao thì có được, Sở Thả thánh tử sao phải ở đây hùng hổ ép người, chặn đường đi. Hùng hổ ép người, ta chỉ là muốn mượn thiếu gia của nhà ngươi một món đồ mà thôi, ta tất gì phải nói khó nghe như vậy. Đồ nếu như cho ngươi mượn, còn có thể lấy lại được mới lạ. Sở Thả thánh tử làm như vậy thì có khác biệt gì với cường đạo đâu. Không nể mặt ta thì thôi, còn mắng ta là cường đạo. Các ngươi đúng là quá đáng thật,